Chúng ta không thể đánh mất biển đảo được. Tôi đã nói vấn đề này hơn 10 năm nay rồi, rằng là chúng ta không có lý do gì để đánh mất biển, mất đảo. Đại sứ Nguyễn Trường Giang đã dành hơn 10 năm nghiên cứu về tình hình biển đảo, chia sẻ những dòng suy nghĩ của mình về những diễn biến xung quanh Bãi Tư Chính. Hiện nay, chúng ta đang đứng trước thời điểm lịch sử vô cùng quan trọng của dân tộc. Vì sao? Chúng ta đang đối mặt với những cuộc xâm lược căn cứ theo các tiêu chí định nghĩa của Liên Hợp Quốc mà Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1974. Chúng ta phải kết luận rằng chúng ta đang đối mặt với một cuộc xâm lược trên Biển Đông lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Ở trên đất liền thì có nhiều cuộc xâm lược lớn hơn. Luận điểm này chúng ta phải ghi nhớ. Những gì đang diễn ra xung quanh Bãi Tư Chính minh chứng quá trình rõ ràng điều đó. Tại sao nói là thời điểm quan trọng trong lịch sử? Vì thời điểm này quyết định biển mất hay là còn, nước mất hay là nước còn. Thời điểm này quyết định chúng ta là quốc gia yếu ớt hay là quốc gia bản lĩnh hùng cường. Những diễn biến xung quanh Bãi Tư Chính là thời khắc rất quan trọng trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền của chúng ta. Tôi cho rằng đây là cuộc chiến chiến lược, giống như cuộc chiến Điện Biên Phủ năm 1954, như trận chiến Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Nó quyết định bước ngoặt của chiến tranh trên biển của chúng ta. Nó có tính chất hết sức chiến lược. Kết quả của nó sẽ quyết định tương lai của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đang đứng trước một sự lựa chọn rất khốc liệt. Có một vài người nói rằng, trời ơi, chúng ta sao lại có thể đủ tiềm lực để giữ biển, giữ đảo được? Chúng ta phải duy trì cái sự hòa bình, ổn định, vì hòa bình, ổn định mới có thể phát triển được. Hôm nọ, tôi có kinh ngạc khi xem một clip rằng chúng ta không đủ tiềm năng để chiến đấu. Nếu mất một ít biển đảo thì cũng không tác động gì lớn đến chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam. Thật sự, tôi rất kinh ngạc khi nghe có người nói rằng khi họ mạnh hơn ta yếu hơn họ, ta chống giữ như thế nào? Rằng mấy hòn đảo xa xôi ngoài kia, làm sao mà ta phải chiến đấu để giữ, để bảo vệ cho đến cùng? Vì như thế có thể dẫn đến chiến tranh, làm sao còn hòa bình, làm sao còn ổn định? Xin thưa, nếu nước không còn, nếu biển không còn, thì còn đâu là hòa bình, còn đâu là ổn định? Đó là chân lý đơn giản, mà tại sao một số người lại ngu dốt và ngu xuẩn đến mức không nhận ra điều đó? Trong thời điểm lịch sử này là chúng ta phải đối diện với sự lựa chọn. Chúng ta có thể để mất Bãi Tư Chính hay không? Liệu có một Scarborough năm 2012 hay không? Chính hôm nay chúng ta phải quyết định. Qua vụ Bãi Tư Chính này, chúng ta nhận rõ hơn dã tâm của họ là quyết tâm chiếm trọn Biển Đông. Người dân Việt Nam có sự lựa chọn như thế nào? Chúng ta có lựa chọn xin phép họ để đến tiếp tiến cho các chiến sĩ của chúng ta trên biển đảo hay không? Chúng ta có chấp nhận điều đó hay không? Chúng ta có chấp nhận chúng ta là một dân tộc yếu hèn hay không? Chúng ta có chấp nhận rằng chúng ta mất một phẩm giá của một quốc gia hay không? Lúc này là lúc chúng ta phải lựa chọn. Tôi cho rằng tuyệt đại đa số người Việt Nam lựa chọn giữ biển, giữ đảo, giữ nước. Chúng ta phải lựa chọn xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, để không có một quốc gia dù hùng mạnh, dù hùng cường đến đâu có thể bắt nạt chúng ta. Không thể để các thế lực thù địch nước ngoài có thể xúc phạm phẩm giá của quốc gia chúng ta, có thể xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ chúng ta, có thể xâm phạm vùng biển của chúng ta. Bài viết của Đại sứ Nguyễn Trường Giang đăng trên VietnamNet hôm nay thể hiện một quan điểm cứng rắn, giọng văn hồn hùng, đành thép của một quan chức chính phủ. Bài viết khẳng định kẻ thù xâm lược. Tuy nhiên, toàn bộ bài viết, ông đã không hề gọi tên kẻ thù. Đại sứ Trường Giang cho thấy rằng đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử. Ông giải thích tại sao nói là thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử? Vì thời điểm này quyết định biển mất hay biển còn, nước mất hay nước còn. Thời điểm này quyết định chúng ta là quốc gia yếu ớt hay là quốc gia bản lĩnh hùng cường. Và ông cũng tiếp tục đặt câu hỏi, vậy người Việt Nam có lựa chọn như thế nào? Chúng ta có phải lựa chọn phải xin phép để tiếp tế cho các chiến sĩ của chúng ta trên biển đảo hay không? Chúng ta có chấp nhận hay không? Chúng ta có chấp nhận chúng ta là một dân tộc yếu hèn, yếu ớt hay không? Chúng ta có chấp nhận chúng ta mất phẩm giá của một quốc gia hay không? Lúc này là lúc lựa chọn. Trên thế giới này có 10 quốc gia mà không một ai có thể dám xúc phạm đến họ. Việt Nam chúng ta nằm trong số đó. Nhưng phẩm giá của quốc gia đang bị đánh thức. Làm sao chúng ta có thể chấp nhận ngay trên vùng biển của chúng ta mà lực lượng chấp pháp của chúng ta bị xua đuổi? Chúng ta phải giữ cho bằng được Bãi Tư Chính. Thứ nhất là để nhận diện về Bãi Tư Chính. Nếu chúng ta không nhận diện đây là cuộc xâm lược, thì có người sẵn sàng nói, chả nhẽ vì nó mà chiến tranh. Nhận thức là một điều rất quan trọng. Thứ hai, về vị trí. Lúc này chúng ta có áp dụng chiến thuật dưới mức chiến tranh triệt để, đặc biệt là khi họ đã trải qua cuộc chiến tranh thương mại. Nếu họ bắn một phát súng, chắc chắn họ sẽ dẫn đến cuộc suy vong. Giấc mộng của họ chắc chắn sẽ bị chôn vùi dưới đáy biển này. Không chỉ các nước trong khu vực, rất nhiều các nước đang chờ đợi cơ hội để đánh con hổ đang trỗi dậy suy sụp xuống. Rất nhiều quốc gia đang chờ đợi thời điểm đó. Vì thế, chúng ta phải đủ mạnh mẽ, đủ tỉnh táo. Họ sử dụng chiến sách dưới ngưỡng chiến tranh, sử dụng chiến thuật vùng xám, gần miệng hố chiến tranh, để mọi sự sợ hãi, mọi người sợ hãi. Tuy nhiên, sẽ có xung đột va chạm dữ dội. Đó là cuộc đấu tâm lý. Nếu chúng ta bị cho là chiến tranh, chúng ta sẽ có hòa bình. Đó là pháp binh Tôn Tử. Có người có thể nói, nhận xét của tôi có chút cực đoan. Tôi nói, tôi tin là cực đoan là điều quan trọng. Nếu chúng ta tin rằng chúng ta giữ được biển, giữ được Bãi Tư Chính, chúng ta sẽ giữ được. Niềm tin là vô cùng quan trọng, là cơ sở giúp chúng ta đủ sức mạnh để giữ biển đảo. Mà biển là của mình, đảo là của mình. Chúng ta không có sức mạnh nào cũng giữ được. Có nhiều người đang nhầm lẫn về thời đại chúng ta đang sống. Thời đại này khác thời đại Trung Cổ. Làm sao cứ so sánh họ mạnh ta yếu? Xin lỗi, đó là sự so sánh ngu xuẩn. Tôi xin thưa rằng đây không phải là thời kỳ Trung Cổ. Thời đại của chúng ta đang sống là thời đại thế kỷ 21. Trật tự an ninh đã được xác định, xác lập sau chiến tranh thế giới thứ hai, vẫn đang tồn tại. Hệ thống pháp luật quốc tế vẫn đang tồn tại. 99% cam kết quốc tế vẫn đang thực hiện nghiêm chỉnh. Đúng là ngày nay các nước vẫn sử dụng vũ lực, nhưng phải có cớ mới sử dụng vũ lực. Cái cớ của họ là gì? Bãi Tư Chính là của họ. Chúng ta không phải là kẻ cướp biển, chúng ta cũng không phải là kẻ cướp đảo. Họ chứng minh được việc này thì mới có thể bắn. Nhưng làm sao họ có thể chứng minh được? Họ không thể chứng minh được. Tôi cho rằng trong bất kỳ tình huống nào, chúng ta cũng có thể ngăn được giàn khoan của họ và vùng biển của chúng ta. Lý do là chưa có một quốc gia nào trên thế giới có thể làm được điều đó. Nếu làm được thì người Mỹ, người Nhật đã chiếm hết sạch biển của thế giới rồi. Không một ai có thể dùng vũ lực để chiếm biển cả. Tôi cho rằng chúng ta không thể để đánh mất biển được. Tôi đã nói điều này 10 năm nay rồi. Chúng ta không có lý do gì để đánh mất biển, đánh mất đảo hết. Chúng ta có đủ sức mạnh, đủ cơ sở pháp lý, khách quan, thuyết phục để bác bỏ chủ quyền của họ ở Hoàng Sa, ở Trường Sa, đường lưỡi bò. Đây là công cụ vô cùng quan trọng, là niềm tin quan trọng, nhất định chúng ta giữ được. Câu chuyện lòng dân là cực kỳ quan trọng. Nếu Biển Đông nằm trong trái tim của mỗi người Việt Nam, Biển Đông không bao giờ mất được. Nếu chúng ta dửng dưng, vô cảm, không quan tâm đến biển thì khả năng giữ là khó. Lòng dân quyết định tất cả. Chúng ta phải có được cam kết, đoàn kết của dân tộc. 96 triệu dân, 96 triệu người như là một. Chúng ta sẽ giữ được biển đảo. Tuy nhiên, Nói như thế không có nghĩa là chúng ta chủ quan khinh địch. Chúng ta cũng phải chuẩn bị những phương án cần thiết. Không chỉ đơn giản là gửi công hàm hay tiếp xúc. Sức mạnh của chúng ta lớn lắm. Danh tiếng của quân đội nhân dân Việt Nam lớn lắm, tương đương với 50 sư đoàn được trang bị hiện đại nhất. Nhiều nhà ngoại giao ở Liên Hợp Quốc đã nói với tôi như vậy. Họ rất kính nể Việt Nam. Tuy nhiên, truyền thông của chúng ta nói về vụ việc này là còn hơi khiêm tốn. Cần tuyên truyền rộng rãi hơn nữa để thấy. Nếu họ đưa được một chân sói vào vùng biển của chúng ta, họ sẽ tiếp tục đưa thêm chân sói thứ hai, chân sói thứ ba. Và từ đó chúng ta sẽ mất khu vực phòng ngự chiến lược trong vùng biển của chúng ta. Cuối cùng, thái độ nhân nhượng là không ăn thua. Giữ đại cục không ăn thua. Chúng ta từng nhũng nhẫn, nhân nhượng nhưng không có tác dụng, dẫn đến những diễn biến xảy ra xung quanh Bãi Tư Chính ngày nay. Chúng ta phải có lòng tin, sự quyết tâm, vì bất kỳ sự nhân nhượng nào sẽ không thể dẫn đến hòa bình. Đó là những thông tin chúng tôi cung cấp đến cho quý vị và các bạn trong bản tin này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi bản tin thời sự của chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng cải tiến chất lượng cũng như cung cấp những thông tin mới nhất đến cho quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.